vô. Thì như mọi người thấy, chúng ta đang có một con Purina ở đây. Thì bạn bạn chủ ạc gửi cho chúng ta cái ạc này để mà chúng ta sửa cái con Purina này lên một xíu. Nhưng mà tôi đang không biết sửa cái chỗ nào ở chỗ này. Mọi người có thể thấy 71, 210, 164 nạp rồi. Hơi nhìn hơi vẻ hơi khó sửa ấy. À ok. À, cái này có thể sửa được nếu on set này. Ok. Cái này cũng mạnh luôn này. Cái này là ly thủy on set này. Và cái này nó cũng rất là mạnh. Tôi đang không nghĩ là trong 2000 nhựa mà bạn ấy đưa tôi thì tôi có thể kiếm được một cái hoa, một cái ly HP ngon hơn cái này. Giờ kiếm được một cái ly HP, giờ cái mục tiêu hiện tại là tôi thấy có thể đạt được là kiếm một cái ly HP ngon cho cái này chứ hơi chịu rồi. Mà chúng ta có thể thử cũng được. Thử. Đầu tiên có đồ dữ này nhưng mà không đúng set đấy. Quái, tôi là vua phòng ngự, tôi có phải vua trị liệu đâu. Quái, cái gì đây? À, cái này giữ chỗ nào ấy? Ok, ok, nó không đúng set nhưng mà nó cũng ngon ấy. Nâng thử đấy. Ok, năm nhựa đầu chúng ta có tăng trị liệu liệu nó vô cái gì đấy. Phòng ngự à, ok nhá. Ơi chơi vậy không được nha, Ê, chơi vậy không được mà. Bình tĩnh, chơi vậy không được rồi. Khoan. Stop it. Khoan. Gì vậy? Tôi mua phòng ngữ, nó không phải là mua trị liệu. Thấy không? Ta tấn công được nha. Ngự này, cho thêm cơ hội nữa này. Để tấn công. Thôi bỏ. Hai lần nữa nó cũng không ngon lắm. Không giữ được. Chúng ta phải có tiêu chuẩn cao hơn rồi, tại vì bạn cái đồ đó khá là hoàn hảo rồi ấy. Để... lại khóa thì khóa không được đi, nhưng mà không nâng nhé. Hả? Hôm qua một cái rồi đó. Hôm nay cái nữa hả? Hai đồ khóa à? Sao cái này khóa? Sao cái này khóa vậy? Cái này thấy thương như tốt thủy đúng rồi, mà nó khóa mỗi dòng chính à. Để heo à. Tại khóa này mà tôi không tin tưởng nó lắm đâu. Ờ à, thì khóa cũng được nhưng mà không phải cho Furina chứ. Nâng mấy cái bài dòng trước đi ha. Ok, bỏ nè. À, không đủ tốt nha, Phòng ngự luôn chứ. Rồi, giờ mày dối gì đây, Rồi, tao cho mày á, vô gì? Dòng 4. Tinh thông nguyên tố à. Rồi, dòng tiếp theo. Vô. Thôi mà đừng bình tĩnh. Ok là hả? Ôi hơi quá, mém phải nâng tiếp. Ok hơi quá. Rồi đi farm tiếp thôi, à. Ok, này giữ được, hợp lý.
Nó min dữ vậy. Nhưng mà đồ này Nevillet xài được á. Rồi chúng ta có cái lồng này lên 4 này. Sát thương bạo. Okay, có phút. Ít năm có phút. Rồi, bây giờ thì mày cũng ngon, nhìn mày cũng ngon đấy. Liệu mày có vô ngon hay không? Rồi. Mọi người à, tuy là video này full farm cho Furina ấy, nhưng mà nếu mà cái này nó 50 CV á thì bạn chủ view chủ à cũng có thể Rona Furina C6 để chơi cái này á. ủng hộ bạn chủ ạ, có được một cái lông mạnh nào, ok nhá. Bằng cách like video, subscribe và ấn vào nút chuông á, ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả video. Rồi sao Navia nó nói, Navia ơi, đừng nói vô người ta chứ. Vô. It's the biggest piece of dog shit. À, nó lô rôn nữa mới chịu chứ. Ok, nó lô rôn thì chịu rồi. Hơi tiếc à. Ok. Rồi. Ù, 4 cái này. 4 cái nha. Yeah. Ok, giữ được nhưng mà nó hơi lô rôn. Cái này bỏ à. Ê, sao cứ mỗi lần có cái nó là nó phòng ngự rồi sao nãy giờ tôi chưa thấy cái nó crit nào luôn á. Tại sao tăng sát thương nguyên tối lôi vậy? Gì vậy? Ok. Giữ được. Đó là một cái ly khóa này mà không tin tưởng lắm à. Ờ, à, nó có dòng. Ok nhé. Ủa tại sao tăng sát thương vật lý mà nó khóa là sao ấy? Cái giữ được. Cái nãy giờ mới được đồ giữ á, mà nó cũng không phải tối ưu cho Furina nữa. Tinh thần nguyên tố à. Nãy giờ nó thiếu người dòng mày hơi cay á. Thiếu đúng người dòng ấy chứ. Rồi cái này vô gì? Cái thương bạo. Rồi dục. Ok, thử được chúng ta có thể thử cái này ha. Ok, nãy giờ chúng ta chưa có đội nên giờ phải thử thôi. Rồi này cho ai? Từ hả? Này cho ai? Hỏi này được có mỗi dòng chính. Tôi chịu á. Nó lô rôn kìa. Ê, từ
Trời ơi, tiếc thế nhờ. Hai lần vô rồi, chỉ cần vô lần nữa là xài được rồi. Tiếc thế nhờ, hay rồi. Đi. Chịu á. Nó lên 12 luôn, xong nó vô tấn công luôn. Thì quá nạp biên tố đi. Không nhé. Đó. Giờ mày dối gì? Mày dối gì? À, nói lời thoại ngày xưa luôn. Giờ mày muốn gì? Mày muốn gì? Trời, nó cũng rác lịch. Nó cũng rác lịch lần. Nó ngon hơn cái onset của gái già quê luôn á chứ. Khoan. Có cái này onset không có cái này onset luôn hả? À, vậy chịu. kiếm lát chúng ta chát set này mà có khi lát được kiếm được đồ onset nữa cũng vui. Thử được nè, ok. vẫn là dòng. Giữ được luôn này, ok. Cái này có hai dòng crit thì chúng ta có thể suy nghĩ. lần cuối hơi tệ nhưng mà nãy giờ chúng ta cũng có được khá khá đồ, cũng được á, cũng được. Offset chứ đi hả? Ok. Rồi. Để cho sát thương bạo. Chụp quả nào nguyên tố à. Tiếc. Ok, giữ được. Ok, cái này giữ được. Okay. Có hai đồ không đúng set này, vô đồ ngon không? Không, một cái không này. Có vẻ ngày hôm nay chúng ta build Neo Villet rồi đấy. Brother, what's that? Bỏ nhá, bỏ gì mà đi. Coi như tôi chưa nói gì, Rồi, có người nói tôi phải làm phép đúng không? Giờ tôi làm phép thử nè. À, hai, ba. Đó thấy không? Đó, làm phép thử nha. Cái mặt Nahida hơi gần nè. Ừ, mày làm phép mà nó ra phòng ngự thiệt. Bỏ. Không làm phép nữa đâu. Cái này cũng khó qua cái cũ quá. Thôi cứ phá để đi, cứ phá để thôi, chứ không có nâng. Nhựa cuối cùng. Có cái lồng, ok. Có cái lồng. Đây. Chúng ta có một cái lồng. Cái lồng. Không có gì đó.
rồi, nhanh. Tuyệt vọng lắm rồi đó. Tỷ lệ không? Không, tinh không. Rồi. Ok, đó là hai lần phòng ngữ rồi. Ok, bỏ hơi quá. Rồi. Đã hết video. Furina không có gì hết á. Nhưng mà Raiden. Raiden có một cái đồng hồ cũng xịn. Raiden có một cái đồng hồ hiệu quả nạp xịn ha. Với lại có một cái nón hiệu quả nạp. Đâu, hiệu quả hồi máu đâu rồi ta? Có một cái nón hiệu quả tăng trị liệu á. Ừ. Nhưng mà hơi khó tăng như tôi đã nói ở đầu video thì hơi khó để nâng cho con Furina với chỉ số như vậy ha. Cho nên là nếu mai mốt có gửi ạc nữa thì tính sau ha. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là vậy hợp lý rồi ha. Ok, cảm ơn mọi người vì đã coi cái video lần này. Nếu mà mọi người thích cái content lần này thì mọi người cho tôi một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ làm thêm những cái content như thế này ha. Nếu mà mọi người có thể ủng hộ thêm thì hãy ấn vào đường link ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.